Hello, chào tất cả mọi người đã đến với kênh Quê Nhà Channel, Home Channel. Hôm nay là buổi sáng thứ bảy. Kính chúc tất cả quý vị mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay hai cha con đi ăn sáng bánh mì chảo, thì trên đường thấy một cái người mà cắt tỉa cây xanh, nên hai cha con review lại để cho mọi người xem để biết cái người này như thế nào. Bên kia đường thì có một cái xe tải có gắn cẩu để đưa cái hùng cho mấy anh công nhân lên cắt tỉa cây xanh. Đây là đường Quỳnh Quang Lĩ, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Và người ta sẽ chạy lên một cây cây khác để mà cắt tỉa tiếp. Người này trước đây cũng khá vất vả, nhưng mà bây giờ có những thiết bị chuyên dụng thì cũng đỡ vất vả hơn. Đang đi xuống dưới. Đây là bắt đầu vừa cắt mà vừa gom mấy cái cây, nhánh cây lên xe. Này hồi nãy đã cắt rồi, bây giờ người ta mới là bỏ vô mấy nhánh cây này để thì người ta đã cắt ngắn rồi, tỉa rồi, thì bây giờ người ta bỏ lên xe để đi bỏ rác thôi. Kiến thì phải chịu thôi, chứ giờ làm người này phải chịu. Kiến thì bắt kiến gãi. Cái này nó cắt nãy giờ rồi. Người ta có lôi một cái bảng để người ta cảnh báo nè, là công trình đang thi công nè, vui lòng chạy chậm nè đó, để mọi người chú ý không có chạy vướng vào đó, ta cảnh báo đó, hiểu không? Đây là người là gọi là người ta trồng cỏ nè, rồi cắt cây xanh nè, rồi móc cống nè, đó là những ngành nghề liên quan tới dịch vụ môi trường đô thị, đúng không? Không
đó móc cống là người độc hại nguy hiểm nè, còn cắt tỉa cây xanh thì trước đây là cũng là rất nguy hiểm, tại vì hồi đó là leo lên những cái cây, còn bây giờ đa số có cái xe chuyên dụng là có cái cẩu, người ta cẩu cái thùng nó lên rồi xong rồi người ở trên mới bắt đầu là dùng cưa máy rồi cắt tỉa những cái cành cây, tại vì bắt đầu chuẩn bị mùa mưa nè, người ta cắt tỉa để nó khỏi có mà bị mưa gió gãy đổ á, đúng không? Người ta gom cái này ta sẽ cho mấy cái chỗ rác làm cây xanh luôn á, hiểu không? Đó là ta là làm cây xanh để làm cây xanh để làm phân đồ này kia luôn á, ủ làm phân sinh học luôn á. Có tưới cây nữa đó, bữa là My nói là tưới cây đó, có tưới cây rồi trồng cây rồi tỉa cây rồi móc cống rồi này kia rồi luôn. Nhà nó còn đáng đi kiếm ăn á, không đi về trời đơn đổ quay ấy vô chứ. Bắt đầu xong một địa điểm hốt rồi phải nhích lên kia thấy thêm cái ống mà lên bắt đầu ta cắt tỉa tiếp đó, bẻ những cánh cây khô đó. Đang mùa mưa tới thì những cái nhánh cây khô này kia nó có nguy cơ gãy đổ, mấy cái nhánh cây yếu rồi này kia rồi đó, thấy không? Thì người ta sẽ, các anh các chú sẽ cắt tỉa. Đó, cưa cái này gọi là cưa tay thôi, tại những nhánh nhỏ, khi những nhánh to người ta mới bắt đầu cưa máy. Đúng không? Đây là tại trước trường tiểu học Lê Văn Tám. Mấy cây này là cây phượng. Mấy năm trước thì có cây phượng mà của mấy trường khác gãy đổ làm học sinh bị thương, bị chết đó. Nên là người ta bây giờ cắt hạ những cái nhánh cây, tỉa những nhánh cây bớt. Đó, cần cẩu sẽ nâng lên tiếp theo nè, đó. Nâng lên rất cao luôn.
Đó. Mấy nhánh đó là mấy nhánh gọi là sắp gãy hết rồi, bị nó bị khô nè, bị sâu ăn nè. Nó đẩy càng cao lên thấy không Sunny? Đẩy cao lên đó, cái cẩu đó. Đẩy cao lên đó, bắt đầu nè. Cái này Sunny biết gọi là xe gì không? Xe chuyên dụng để người ta giống như thợ điện đồ đó, hiểu không? Thợ điện người ta cũng sử dụng những cái xe này để người ta nâng lên, để người ta than. Nhưng mà cái đó là cái những nơi mà nó không có xe tải vào được thì người ta sẽ dùng than, hoặc người ta trực tiếp người ta xỏ mấy cái cây để người ta leo lên cây cục điện. Còn những cái chỗ mà sửa mà ấy thì người ta đâu có thấy đâu, đúng không? Có mấy chú xuống ở dưới là cảnh báo xe cộ dưới nè, không? Cảnh báo xe cộ nè, nó bắt đầu ấy trên nè, bây giờ hạ xuống rồi nè, không? Nó chuyển xuống mấy cái cây, mấy nhánh này tiếp nữa. Thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn hồi trước đây. Trước đây mấy cây này là người ta sử dụng cái đồ người ta gặt, mấy cái cây gặt xuống. Nắng hả? Chờ xíu đi. Nắng sớm này. Bây giờ 8 giờ 8 giờ 5 tính về làm gì? Lên đây cho đỡ nắng chứ mà. Hết nắng chưa? Hả?
ngay đốt cái gì? Đốt gì mà lớn gì vậy? Đốt ngay cái đồng á, ngay đồng trống, ngay mấy nhà có ruộng đồ đó trống. Có ruộng ngay chỗ đây nè. Ruộng ngay chỗ ở cô quan qua đó, ngay có đám ruộng đó. Quan cũ đó. Hồi chỗ người ta thả diều đó nhớ không? Cao nè, đưa cao hết cỡ luôn, than nè. Rồi rồi đang hạ xuống. Xong hết khúc này nghỉ. Rồi thôi người cắt tỉa cây nó cũng nhiêu đó thôi. Thôi bây giờ hai cha con cùng kết thúc video đây. Kính chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ video và bấm nút like. Xin chào quý vị và các bạn. Bên đây có con heo. Con heo. Nó quắt hả? Dạ. Tại vì nó vui á. Nó vui thì nó quắt. Rồi nó vô nhà nó rồi. Nó về nhà đó. Nó quẹo vô trong đó là nhà nó đó. Nghe nhỏ hả? Ừ, trong đó đó. Trong đó là nhà của nó. Chủ nhân quá à, chủ nhân nó à. Chủ nhân của nó hồi trước buôn bán đây nè. Giờ tao không buôn bán nữa, người ta làm gì khác thì đâu biết. Đâu biết thì chủ nhân người ta buôn bán rồi này kia thôi. Nuôi heo cũng vui bà. Heo mình nuôi heo không bà? Nhà mình có chỗ rồi nuôi. Thì để vậy nè. Để vậy nhưng mà phải có về tối nó ngủ cho chỗ chứ. Nó ỉa húi quắt luôn à. Rồi thôi, kết thúc video đây.